tiếc like và comment khi xem video này. Xem bói chỉ tay đường sinh đạo phân nhánh có ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh không? Bất cứ ai trong lòng bàn tay đều có đường sinh mệnh hay còn gọi là đường sinh đạo. Có trường hợp ngắn, trường hợp dài, có trường hợp mơ hồ, có trường hợp lại rất rõ ràng, có trường hợp đường thẳng tắp, nhưng cũng có trường hợp đường phân nhánh. Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin xem bói chỉ tay cho người có đường sinh mệnh phân nhánh. Một là đường sinh mệnh phân thành hai nhánh. Xem bói chỉ tay đường số mệnh chia thành hai nhánh là trường hợp điển hình của thế song chim tung cánh. Điều này tượng trưng cho chuyện tình cảm xuất hiện tiểu nhân, có người thứ ba chen vào. Cặp đào hoa dữ phải hết sức thận trọng. Mặt khác, sự phân nhánh này còn ảnh hưởng đến vận trình tình duyên rất rõ ràng, báo hiệu khả năng chia lìa với người yêu hoặc bạn đời, hoặc trong cuộc đời người này sẽ gặp phải mối tình sâu đậm nhưng cũng không thể đi tới hôn nhân mà phải đợi đến mối tình tiếp theo mới thực sự kết hôn được. Cũng có thể là vợ chồng ly hôn hoặc cãi nhau dẫn đến ly thân. Tình hình cụ thể phải phối hợp xem cùng đường hôn nhân và đường trí tuệ thì mới đoán định được rõ ràng là chia ly hẳn hay chỉ ở biệt ly một thời gian rồi lại hợp. Nhìn chung, đường sinh mệnh phân làm hai nhánh là dấu hiệu tình cảm chia đường có cản trở trục trặc. Tốt nhất là nên biết để thận trọng hơn, dùng lý trí định hướng con đường chuẩn xác, hạn chế tình huống xấu. Hai là đường sinh mệnh phân thành nhiều nhánh. Xem bói chỉ tay đoán vận mệnh, nếu đường sinh mệnh trong lòng bàn tay phân thành nhiều nhánh nhỏ thì tuổi thơ bệnh tật, học nghiệp gặp ngăn trở, sự nghiệp không thuận lợi, khó thành đại nghiệp, thường có tiểu nhân quấy nhiễu, hôn nhân nhiều thời điểm không hạnh phúc, người này luôn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên cần phải cố gắng nhiều, an phận thì không thoát cảnh bế tắc. Nhưng cùng với đó, đường số mệnh có phân nhánh hướng lên trên thì biểu thị tuy gặp nhiều điều không thuận lợi nhưng người này nỗ lực không ngừng, lạc quan tích cực, thích tìm hiểu và phong phú sự hiểu biết của bản thân, trí tò mò rất mạnh, không ngừng học hỏi và tiến bộ nên sẽ vượt qua gian khổ để đạt được công thành danh vọng. Đó là trường hợp tài năng xuất chúng. Ba là đường sinh mệnh phân nhánh nhiều và tiểu nhánh. Bói đường chỉ tay cho thấy đường sinh mệnh phân thành các nhánh nhỏ, từ các nhánh nhỏ lại phân thành các tiểu nhánh nhỏ hơn, đa phần hướng lên trên thì thiên tính hiếu kỳ hay ảo tưởng vào bản thân, thông minh nhanh nhẹn lại nhạy cảm, có năng lực học tập tốt. Nhưng người này tính tình kiêu ngạo, tự cho là đúng nên nhân duyên không tốt lắm, cũng vì thế mà sự nghiệp chưa thực sự khởi sắc. Đường số mệnh xuất hiện các nhánh nhỏ, tiểu nhánh kéo dài được gọi là đường hy vọng. Xem bói chỉ tay có thể thấy người này có hoài bão và lý tưởng, lòng dạ rộng rãi, luôn ôm mộng lớn, tham vọng không nhỏ và có mục tiêu cao xa hơn những người khác. Nhưng không nên có quá nhiều đường nhánh nhỏ, mơ xa quá thành viển vông, nguyện vọng không thực tế, trái lại sẽ trống rỗng, thiếu sự vững vàng. Người có đường hy vọng vừa phải thì có chí và thành nghiệp, còn người có quá nhiều đường này thì ôm mộng hão huyền mà thất bại. Nên dựa vào đường chỉ tay của mình để điều chỉnh cho hợp lý, biết điểm dừng và dùng lý trí bổ sung những điểm còn thiếu sót. Như vậy vận trình sẽ hanh thông và suôn sẻ, mở rộng hơn rất nhiều. Nếu đường sinh mệnh có nhiều nhánh nhỏ nhưng ngắn, không rõ ràng thì cho thấy sức khỏe đáng báo động, thể hiện thể lực kém, vận trình thì thụt lùi hơn. Những đường này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên thường xuyên theo dõi chỉ tay của mình để nắm bắt được. Nếu thấy thì hãy đi khám sức khỏe tổng thể, tham khảo ý kiến của bác sĩ về thân thể để sớm có phương pháp điều trị đúng đắn. Đồng thời người này nên nghỉ ngơi thư giãn, sinh hoạt điều độ, chăm vận động thể dục thể thao, ăn uống điều độ dinh dưỡng để đảm bảo cơ thể. Phần 2 là 5 đường chỉ tay của người khổ trước chướng sau, hậu vận an nhàn, vãn niên giàu có. Những người có đường chỉ tay sau ắt hẳn thời gian trẻ và trung niên phải trải qua không ít vất vả, nhưng tới giai đoạn ngũ tuần thì sẽ có nhiều khởi sắc, hậu vận an nhàn, tiền tài dư giả, của cải phong lưu. Một là đường chỉ tay về sự nghiệp. Người nào có đường chỉ tay có hai đường chỉ ngọc trụ hay còn gọi là vân ngọc trụ. Đường chỉ tay sự nghiệp, trong đó có đường chỉ tay xuất phát từ chính giữa lòng bàn tay kéo dài đến ngón trỏ. Một đường còn lại sẽ rẽ sang hướng khác và kéo dài tới ngón giữa. Trong tử vi phong thủy, dự đoán là tướng tay đặc biệt. Đây là tướng tay có người hậu vận an nhàn xuất hiện ở trên cơ thể nữ giới thì nhiều phần người này sẽ trở thành nữ cường nhân,
dự đoán ngoài 45 tuổi sẽ thăng hoa trong công việc, nguồn thu nhập ổn định dồi dào. Tuy thời trẻ họ khá vất vả, phải trải qua nhiều nghề và thử thách ở nhiều vị trí thì mới tìm được chỗ đứng vững vàng, nhưng một khi đã thành công thì may mắn sẽ luôn mỉm cười với họ cho tới khi viên mãn. Hai là lòng bàn tay và mu bàn tay nhiều thịt. Bất kể nam hay nữ, nếu có lòng bàn tay và mu bàn tay dày dặn nhiều thịt, trong nhân tướng học đều là người có cuộc sống thuận lợi may mắn. Nếu thuở thiếu thời họ có gặp vất vả vấp váp trong ngoài 35 tuổi thì sự nghiệp sẽ thay đổi, quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ hỗ trợ kịp thời. May mắn của họ là chỗ ở, tuýp người này tính tình hòa nhã, năng động, chịu khó, ngoại ngũ tuần sẽ có chỗ đứng vững vàng và chắc trong doanh nghiệp với mức thu khởi sắc. Nếu biết khéo léo đầu tư vào bất động sản thì vãn niên họ sẽ có nguồn tài chính ổn định của cải phong lưu. Ba là lòng bàn tay quá to so với tỷ lệ cơ thể. Đây là dạng bàn tay hiếm gặp, người này tuy chiều cao không đáng kể, nhưng lòng bàn tay lại to rộng, tử vi phong thủy gọi. Đó là tướng tay này là tướng tay hốt tiền, tài trí hơn người, mưu lược quyết đoán, tuổi trẻ kiếm được nhiều nhưng tiêu nhiều nên kinh tế chưa vững chắc. Ngoài 35 tuổi, họ thích hợp với những vị trí công việc cấp cao đòi hỏi kỹ thuật và kỹ năng sống trong năng lực đặc biệt. Thường họ sẽ chẳng mấy bận tâm về tiền tài. Qua tuổi ngũ tuần, tiền tài lúc nào cũng dư giả, tài vận và hậu vận đều an nhàn. 4 là ngón tay cái có đường vân mắt phượng. Đường vân mắt phượng chính là các đường vân giữa hai đốt ngón tay của ngón cái khi kết hợp với nhau tạo thành hình cong tròn ở giữa, nhìn gần không khác gì hình mắt con chim phượng. Người nào sở hữu đường chỉ tay quý hiếm này ở ngón tay cái, dù là bàn tay trái hay bàn tay phải, thì ở tuổi thanh niên sẽ hoặc sớm hơn tìm được đến đỗ bình an cho hạnh phúc gia đình, nhưng làm việc chật vật vất vả hoặc sớm phải chịu cảnh mồ côi cha hoặc mẹ, thân tự lập thân. Đến độ tuổi trung niên, nhờ chịu thương chịu khó, họ tích lũy được không ít tiền tài vật chất, biết khéo léo thiết lập các mối quan hệ làm ăn, tinh ý đầu tư và biết chọn nhiều hạng mục đầu tư lâu dài nên đa phần sẽ có tiền đồ sáng lạng, tài chính độc lập. Nếu vợ chồng hợp mệnh, đến tuổi vãn niên họ sẽ có nhiều nguồn thu từ việc kinh doanh bất động sản hoặc các ngành nghề buôn bán tự do, nhưng đặc biệt cần phải chú ý tránh bị bạn bè thân tín lừa gạt. 5 là lòng bàn tay hồng hào và nhuận sắc. Nhiều người có vùng da ở mu bàn tay và lòng bàn tay có màu sắc khác biệt rõ ràng. Thường là mu bàn tay đen sạm, thô ráp, còn lòng bàn tay trắng và mỏng. Nếu người nào dù làm việc lao động chân tay vất vả nhưng lòng bàn tay luôn hồng hào nhuận sắc thì ắt hẳn sẽ có lộc về đường kinh tế, dù phải mưu sinh nhọc nhằn. Nữ giới dung mạo đoan trang, nụ cười hiền hậu, ánh mắt biết nói, hoặc nam giới có ngũ quan ưa nhìn, vóc dáng cao ráo thì đa phần đều được quý nhân phù trợ, hậu vận của họ sẽ khấm khá và dư giả hơn người ở độ tuổi viên mãn. Ngược lại, nếu có tướng mạo trên mà lòng bàn tay trắng và mỏng thì càng về già kinh tế càng khó khăn, vận khí suy giảm, khó có lòng cải vận. Chăm chỉ tích lũy và tạo phúc đức lâu dài sẽ giúp họ tạo dựng được quan hệ lâu bền, chuyển hóa được khó khăn vận hạn. Về đường chỉ tay đặc biệt, một là lòng bàn tay không bị các đường chỉ tay nhỏ chằng chịt đan xen. Nhiều người tuy không phải làm công việc chân tay vất vả nhưng lòng bàn tay luôn có nhiều đường chỉ tay chằng chịt đan xen. Kiến thức tử vi phong thủy nhận định đây là dạng bàn tay người có sức khỏe không tốt, hay bị phân tâm, làm việc không chắc chắn, thiếu kiên định. Ngược lại, người có lòng bàn tay hồng hào, trên tay ít các đường vân tay chằng chịt, nhưng có những đường chỉ tay tròn liên tiếp nối nhau tạo thành một trong ba đường tâm đạo, chí đạo và đường sinh mệnh. Như hình vẽ là người khổ trước sướng sau, họ sẽ phải đón nhận không ít gian lao vất vả nhưng bù lại luôn biết chuyển nguy thành an và thắng lợi nhờ sự nỗ lực bền bỉ và tài trí hơn người mà dự đoán viên mãn giàu có, dư giả tiền bạc và điền sản lúc tuổi về già. Hai là đường chỉ tay cắt dọc giữa lòng bàn tay. Về nam giới trong độ tuổi 20 đến 28 tuổi, nếu trong lòng bàn tay ngay chính giữa đường cắt dọc như hình được người xưa nhận định là mạnh mẽ, dám nói dám làm, thời trẻ năng lực chưa được nhìn đúng đắn vì lý do khách quan nên sự nghiệp chịu nhiều thiệt thòi. Ngoài 50 tuổi họ sẽ cải vận, kinh tế có sự thay đổi rõ rệt, nếu làm kinh doanh sớm gây được sự nghiệp riêng, nếu mạng lưới quan hệ rộng
thì sẽ tìm được bạn bè tốt, chung vốn chắc chắn họ sẽ bứt phá mạnh mẽ về hậu vận, giàu có hơn người và dư giả. Trên đây là những phần luận giải về kiến thức tử vi xem chỉ thay của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi xem chỉ tay nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.